Sáng ngày 23 tháng 6, Ban Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công an Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2016-2021 và ký kết chương trình giai đoạn 2022-2026 giữa hai đơn vị. Phát biểu tại hội nghị, trưởng Ban Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Hiệp nhận xét, các kết quả mà hai đơn vị đạt được trong thời gian qua góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị, qua đó cũng vận động nhân dân tích cực, tự giác tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát huy vai trò làm chủ của người dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, chính trị thành phố trong sạch vững mạnh. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn một số hạn chế như công tác dân vận tại một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức, công tác nắm tình hình người dân về an ninh trật tự có nơi còn chậm, chưa kịp thời. Để thực hiện tốt việc phối hợp giữa hai đơn vị trong giai đoạn tới, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp đưa ra 5 nội dung mang tính gợi mở, trong đó có phát huy thế mạnh của mạng xã hội Internet để tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhất là chính sách an sinh xã hội đối với người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế, trẻ em mồ côi do dịch COVID-19 gắn với tăng cường cải cách hành chính, dân chủ, công khai minh bạch. Tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Công an Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, tham mưu Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đồng bộ nhiệm vụ giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác dân vận hệ thống chính trị thành phố. Việc này cũng nhằm góp phần chung vào nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị trật tự, tạo môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Qua 5 năm thực hiện chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, người dân cung cấp cho công an hơn 63.730 tin có giá trị, phối hợp cùng công an giải quyết 12.930 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, bắt trên 13.160 đối tượng, thu hồi tài sản hàng chục tỷ đồng. Trong giai đoạn này, nhiều mô hình hay được nhân rộng, đặc biệt là mô hình camera quan sát an ninh trật tự được triển khai ở 22 quận huyện và thành phố Thủ Đức để giám sát an ninh trật tự ở các khu dân cư.